One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều thứ tư ngày 3 tháng 1. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các diễn biến đã xảy ra tại Ukraine trong đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với những tin tức xoay quanh Tổng thống Zelensky. Rất khó để hiểu ông ta đang nghĩ gì. Và có vẻ như chúng ta chính là những nhân chứng đang chứng kiến những ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống của vị lãnh đạo này. Được phỏng vấn trên tờ The Economist, Zelensky chia sẻ quan điểm của ông về tình hình trong năm 2024. Ông nói rằng những trận chiến trong năm này sẽ xoay quanh bán đảo Crimea, không chỉ là ở những khu vực lân cận như Kherson mà còn là cả Biển Đen. Vậy, bất chấp tình hình của Ukraine có đang là rối loạn và khó khăn đến như thế nào? Bằng một cách nào đó, Tổng thống Zelensky vẫn nghĩ rằng nước này hoàn toàn có thể khôi phục toàn bộ lãnh thổ. Mình không nói rằng đây là một điều bất khả thi. Bất kỳ thứ gì cũng có thể xảy ra trên đời. Mình chỉ là đang thắc mắc Zelensky dựa vào căn cứ nào để có thể tuyên bố như vậy. Một tin tức khác từ Hoa Kỳ. Có tin tức cho biết, cá nhân đắc cử trong chiến dịch tranh cử sắp tới diễn ra tại nước này sẽ là Donald Trump. Nếu như điều này là thật, sẽ đồng nghĩa với việc không còn bất kỳ khoản viện trợ nào từ Washington đến Kiev nữa. Do đó, hiện tại thì London đang tìm cách hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột để đề phòng trường hợp Mỹ không còn muốn dính líu đến trận chiến này. Đây có thể là kế hoạch hiện tại của phương Tây, nhưng đối với Nga thì họ lại có mục tiêu hoàn toàn khác. Trong đêm qua, quân đội Nga tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tấn công vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Trong bản cập nhật lần trước, mình đã nói đến việc họ sử dụng tới 150 đơn vị máy bay chỉ trong 2 đêm. Đến hôm nay thì điều này vẫn chưa dừng lại, nhằm ép cho các hệ thống phòng không Ukraine bị quá tải. Các vụ nổ không chỉ xảy ra ở Lviv mà còn là ở Kiev, Kharkov, Sumy và rất nhiều khu vực khác. Sau đó thì chỉ trong một quãng nghỉ rất ngắn, đến 7 giờ sáng theo giờ địa phương, nguồn tin Nga đầu tiên đăng tải thông tin cho biết các nhóm không quân chiến thuật đã cất cánh từ Liên bang Nga. 17 máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-95 và 4 máy bay Tu-22 mang theo rất nhiều tên lửa, trong đó bao gồm KH-101, KH-505 và KH-55, rồi xả thẳng vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Đến 8 giờ cùng ngày, các nguồn tin bắt đầu đăng tải những hình ảnh và video về các vụ nổ đầu tiên ở Kharkov và Kiev, cho chúng ta thấy khung cảnh của các con phố cũng như các tòa nhà bị thiệt hại. Lực lượng Ukraine cũng đã sử dụng các hệ thống phòng không của họ, nhưng theo mình hiểu, chúng không giúp đỡ được quá nhiều. Những video liên quan đến tên lửa Kinzhal là rất nhiều. Dựa theo các nguồn tin, thì trong đêm ngày mùng 2, có tới 11, thậm chí là 13 đơn vị tên lửa này đã được quân đội Nga sử dụng. Có số lớn nhất được ghi nhận kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, còn một video khác. Một quả tên lửa KH-101 lao thẳng vào thành phố, nhưng không hề chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào. Tổng kết lại, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 30, sau khi đã thực hiện tấn công bằng UAV cảm tử Zarin, quân đội Nga tiếp tục công kích vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa Kinzhal và tên lửa hành trình. Sau 9 giờ 30, chúng ta lại tiếp tục nhận được một tin tức nữa cho biết một đợt tên lửa khác đang bay về phía Ukraine từ khu vực Sumy. Tức là đợt tấn công đầu tiên xảy ra vào lúc 6 giờ 55 phút sáng mùng 2, đợt thứ hai là 8 giờ 20, còn đợt cuối cùng là sau 9 giờ 30. Lanh quanh một tiếng thì quân đội Nga lại phát động một đợt tấn công bằng tên lửa mới. Thảm họa chưa dừng cho người Ukraine khi đợt tấn công thứ ba kết thúc, lại một đợt máy bay không người lái khác tiến vào lãnh thổ nước này. Đó chính là lý do mà vì sao mình lại bảo rằng có thể chúng ta là những nhân chứng chứng kiến giờ khắc cuối cùng của Zelensky và thể chế của ông. Mình không nghĩ rằng có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có khả năng trụ vững được trước hỏa lực khủng khiếp như vậy. Giờ thì quay trở lại với các tin tức trên chiến trường. Chúng ta bắt đầu với Avdiivka. Theo như hệ thống bản đồ của mình và các nguồn tin, hiện tại quân Nga đã tiến được đến hai hàng rào công sự cuối cùng của quân đội Ukraine tại tuyến đường sắt dẫn về Ocheretine. Nếu như người Nga chiếm được hai khu vực công sự này, vì đây là những cứ điểm vững chắc nên nó sẽ đem lại cho họ lợi thế tích chứa quân binh để tiếp tục dấn sâu hơn. Mình nghĩ sẽ chẳng còn cách nào ngoài tấn công trực diện vào cả hai khu vực. Khả năng cao là vào lúc này quân Nga đang làm nó, vì chúng ta nhận được một video cho thấy các đợt pháo kích ở đây có thể chính là tiền đề cho những đợt đẩy trực diện. Như nguồn tin Nga cho biết, loại hình vũ khí được sử dụng trong video là đạn pháo Krasnopol, một loại khí tài với độ chính xác cực lớn khiến cho một cơ số quân binh Ukraine tại đường sắt đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, còn có cập nhật cho biết quân đội Nga sáng nay đã công kích vào hàng cây này nằm cách về phía tây 200-300 mét. Vậy có thể hiểu
quân Nga đang muốn chia cắt hai khu vực công sự với Berdychi và Stepove để ngăn cản các hoạt động chi viện của quân đội Ukraine. Một video nữa cho ta thấy khung cảnh hiện tại ở Avdiivka. Giờ đây, thành phố này đã biến thành một thành phố ma. Chỉ còn vài bóng người phảng phất cùng những tòa nhà bị phá hủy một phần, mang khung cảnh u ám và tuyệt vọng. Di chuyển đến Bakhmut, vài mapper cho biết quân đội Nga sau kết quả của các đợt tấn công đã thành công kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ dọc theo đường sắt. Tức là một khu vực như thế này. Kế hoạch của người Nga hiện tại có thể là di chuyển sâu hơn về phía Bắc nhằm giành lấy khu vực cánh đồng cũng như tiếp cận Krychitka và Andriivka từ phía Nam. Việc này hoàn toàn là có thể vì trong quá khứ, lực lượng Wagner đã từng tấn công khu vực này một lần, thế nên quân đội Nga chỉ cần đơn giản là lặp lại cách đánh. Việc chiếm lại phạm vi lãnh thổ mình đang vạch ra là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, nếu như quân Nga vẫn muốn tiến sâu hơn thì họ sẽ buộc phải đụng độ các cứ điểm phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine tại đây. Đầu tiên là hệ thống chiến hào dày đặc trải dài theo con kênh. Thứ hai là khu vực công sự ở tây nam của Krychitka và tất nhiên rồi cả Krychitka nữa. Đối với mặt trận phía Bắc, cuối cùng ta cũng có được video xác minh đầu tiên cho thấy các bước tiến của quân đội Nga ở Bohdaniwka. Video này được đăng tải bởi lữ đoàn cơ động số 56, chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ khu định cư. Ở ngay khung cảnh này, đây chính là khu vực phía đông bắc khu định cư, còn phạm vi trung tâm thì đang phải chịu các đợt bắn phá. Nếu thể hiện trên hệ thống bản đồ thì chính là ở đây. Việc này đã xác minh sự hiện diện của quân đội Nga nhưng rất khó để chúng ta nhận định rõ họ đang cụ thể tiến được đến đâu. Dù sao, dựa theo video vừa rồi, lực lượng Nga hiện đã chiếm được một vùng lãnh thổ như thế này, đây được coi là một thành công lớn. Quân đội Nga hoàn toàn có khả năng tiếp tục thực hiện chiến dịch. Nhưng giờ đây, họ đang phải đối mặt với hai vấn đề. Đầu tiên chính là cứ điểm phòng thủ ở phía trên này, còn thứ hai là ở dưới này. Theo như mình hiểu thì hiện tại quân đội Nga muốn giải quyết cứ điểm ở trên trước. Vì chiếm được nó đồng nghĩa với việc lực lượng Ukraine sẽ buộc phải lui về trung tâm Bohdaniwka. Hay nói cách khác là quân Nga sẽ kiểm soát được một vùng như thế này, từ đó tiếp tục thực hiện chiến dịch về Đông Nam và phía Tây khu định cư. Quân đội Nga đều đang gặt hái trái ngọt ở hai mặt trận phía Bắc và Nam Bakhmut, còn lãnh thổ của quân Ukraine thì cứ ít đi từng ngày. Chúng ta không nhận được tin tức gì mới ở Kupiansk, Liman, Soledad, Nam Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Tâm điểm trong hôm nay sẽ đổ dồn hết về các đợt công kích bằng tên lửa của quân đội Nga. Khả năng cao, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được các video liên quan đến sự kiện này, cho thấy không chỉ là quân binh Ukraine bị ảnh hưởng, mà còn là quan chức NATO cùng với toàn bộ các cá nhân liên quan đến đợt tấn công vào Belgorod của quân đội Ukraine dịp đầu năm. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.